Anh em ơi, điện thoại pin châu nhất thế giới này Thế có châu bằng tính bảng này không? Pin chắc gì bằng con sạc dự phòng 20.000 này được Buồn cười, điện thoại người ta pin 22.000 miếng bây giờ Còn lớn hơn cả viên pin sạc dự phòng này nhá iPad là buổi À, điện thoại siêu bền phải không anh? Thế có bền bằng Nokia không? Điện thoại siêu bền, IP68, chuẩn quân đội STD810G Nokia gọi bằng cụ Ui, điện thoại gì anh? Em mượn tí đây chính là máy Unihut chiếc điện thoại có pin trâu nhất thế giới thời điểm hiện tại, 22.000 mAh. Đây cũng là chiếc điện thoại được trang bị đầy đủ các tính năng để bạn đi phượt, đi du lịch, đi thám hiểm, chuẩn quân đội cũng như là IP68 đầy đủ nhá. Ngoài ra em này mang đi tập tạo được. 560 g, tính năng ấn tượng có camera với hồng ngoại đây, giúp chụp đêm ấn tượng hơn. Đèn flash siêu sáng dùng trong trường hợp khẩn cấp với độ sáng đến 12.000 lumen một chiếc máy sinh ra dành cho fan MU vào hang mà cầm em này soi ấy thì bẹt luôn khơi ngọng ngọng như nói chỉ có chuẩn